Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi ngày hôm nay. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày 21 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, sông Liễu Giang ở Quảng Tây hứng chịu trận lũ kéo dài 34 năm vượt quá mức cảnh báo 7 mét. Vào lúc 21 giờ 15 phút tối ngày thứ Tư, mực nước sông Liễu Giang ở Quảng Tây đã vượt mức cảnh báo 7 mét, đạt 89,5 mét, tốc độ dòng chảy tương ứng là 26.500 mét khối mỗi giây, trận lũ 20 năm mới có một lần. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 lên cấp 2 để đảm bảo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ lũ lụt diễn ra thuận lợi. Các quận Sanjiang, Rongsui và Ronggan ở thượng nguồn sông Liễu Giang đã gặp mưa lớn trong những ngày gần đây và mực nước sông Liễu Giang ở thành phố Liễu Châu đã tăng vọt. Tính đến 17 giờ 15 phút ngày thứ Tư, mực nước đã lên tới 89,08 m, cao hơn mực nước cảnh báo 6,58 m, khiến hơn 300.000 người tại 34 thị trấn trong thành phố bị ảnh hưởng. Tại khu đô thị, nước lũ đã nhấn chìm tầng 2 của đường Bijiang dọc bờ sông. Thông tấn xã Trung Quốc cho biết trận lũ 20 năm mới có một lần ập đến Liễu Châu, Quảng Tây trong 4 ngày. Tính đến 21 giờ 15 phút tối hôm đó, mực nước của sông Liễu Giang ở Quảng Tây đã vượt quá mực nước cảnh báo 7 mét, cao tới 89,5 mét, nhưng do bị chặn bởi kè chống lũ nên khu đô thị Liễu Châu vẫn bình an vô sự. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Liễu Châu, Liễu Châu là một trong 30 thành phố kiểm soát lũ lụt quan trọng trong cả nước và là một thị trấn công nghiệp quan trọng ở Quảng Tây. Giai đoạn đầu của kè kiểm soát lũ Liễu Châu được khởi công vào năm 1995. Với vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ nhân dân tệ, hoàn thành vào năm 2003, mực nước kiểm soát lũ của kè kiểm soát lũ Liễu Châu giai đoạn đầu là 91,46 m. Giai đoạn 2 của dự án được bắt đầu xây dựng từ năm 2004 và hoàn thành vào năm 2011. Sau khi hoàn thành, nó có thể ngăn mực nước lũ cao tới 92 m. Mực nước lũ 89,5 m trong thảm họa lũ lụt này là mức lũ cao nhất sau khi hoàn thành giai đoạn đầu của kè kiểm soát lũ Liễu Châu. Người dân Liễu Châu từng nhiều lần trải qua lũ lụt, lần này bình tĩnh lạ thường. Cư dân trong thành phố đang sinh sống bình thường, các nhà máy sản xuất bình thường, các cửa hàng ở thành phố Liễu Châu đang hoạt động bình thường và chợ nông sản có đầy đủ các loại rau với giá ổn định. Ông Quê, một người gốc Liễu Châu nói với phóng viên, trước đây khi lũ lụt ở Liễu Giang đạt 82 mét, lũ sẽ tràn vào khu vực đô thị, các nhà máy sẽ đóng cửa và chúng tôi phải di chuyển. Bây giờ chúng tôi thấy lũ xối xả và chúng tôi có thể sống thoải mái, tất cả là nhờ có kè kiểm soát lũ mới được xây dựng. Kể từ 20 giờ ngày cuối tuần trước, ba quận ở phía Bắc Liễu Châu lần lượt trải qua mưa xối xả đến mưa lớn, tạo thành đỉnh lũ lớn nhất lưu vực năm nay. Lượng nước cao nhất lên tới hơn 260mm, gây lũ lụt diện rộng ở ba huyện phía Bắc Liễu Châu, thiệt hại tài sản gần 300 triệu nhân dân tệ. Chiều thứ Tư, do ảnh hưởng lượng mưa ở thượng nguồn và cục bộ mưa liên tục, Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây, hứng chịu trận lũ lớn nhất cùng kỳ trong 100 năm qua. Sông Vĩnh Giang bị ngập lụt, Nam Ninh ban bố tình trạng khẩn cấp 3 cấp để ứng phó với lũ lụt đô thị. Vào lúc 1 giờ chiều hôm đó, mực nước sông Vĩnh Giang ở Nam Ninh đã lên tới 74,02 m, cao hơn mức cảnh báo 1,05 m. Được biết, đây là trận lũ lớn nhất trong cùng thời kỳ kể từ khi trạm thủy văn Nam Ninh được xây dựng vào năm 1907. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong 2 ngày nữa ở Quảng Tây vẫn có mưa, mực nước sông Vĩnh Giang vẫn đang dâng cao. Tân Hoa xã Nam Ninh cho biết, do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn, đoạn Ngô Châu của sông Tây Giang ở Quảng Tây gần đây đã trải qua trận lũ đầu tiên kể từ mùa lũ năm nay. Lúc 8 giờ, mực nước tại trạm thủy văn Ngô Châu là 15,25 m, mỗi giờ dâng 12 cm, chưa xác định được thời gian và mực nước đạt đỉnh. Bị ảnh hưởng bởi rãnh cao, xoáy thấp và không khí lạnh mặt đất, Quảng Tây đã hứng chịu mưa lớn kể từ tuần trước. Từ 2 ngày qua, hầu hết Quảng Tây đều có mưa lớn, trong đó Ngọc Lâm, Beiliu, Shanxi, Rongxian, Luchan và những nơi khác ở thượng nguồn sông Xiyang có mưa lớn. Lượng mưa lớn ở nhiều nơi khác nhau ở thượng nguồn đã khiến mực nước ở đoạn Ngô Châu của sông Tây Giang dâng cao. Mực nước của trạm thủy văn Ngô Châu lúc 8 giờ ngày hôm kia là 9,27 m, 8 giờ ngày 20 tháng 9 là 12,11 m và sáng ngày 21 tháng 9 là 15,25 m, vẫn còn cách mực nước cảnh báo 3,25 m. Mực nước vẫn đang lên nhanh, là một trong những thành phố kiểm soát lũ lụt trọng điểm của cả nước. Thành phố Ngô Châu đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho công tác kiểm soát lũ lụt năm nay.
ngoài việc đẩy mạnh hoàn thành dự án bơm và gia cố một số đoạn đê kiểm soát lũ lụt ở thành phố Hê Đông và công tác kiểm tra, bảo dưỡng các công trình đê điều. Cửa cống trong toàn đô thị đã tích cực làm tốt các mặt dự trữ vật tư chống lũ đã được triển khai. Nhân viên phòng chống lụt bão, nhân viên tuần tra đê điều đô thị sẵn sàng chi viện chống lũ, cứu hộ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Cục Dân chính Ngô Châu và chính quyền các quận cũng đã chuẩn bị cho việc tái định cư những người bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn cho người dân. Vào chiều ngày 21 tháng 9 tại làng Siwe, thị trấn Betuan, huyện Lưu Trang, tỉnh Phúc Kiến, 7 nhân viên của trang trại vịt trắng đảo Hê Xin đã được cứu hộ sau khi bị lũ lụt mắc kẹt cả ngày và đêm và đã được giải cứu thành công. Theo báo cáo, sau khi nhận được lời kêu cứu của những người bị mắc kẹt, lãnh đạo các ban ngành liên quan ở huyện Lian Trang, tỉnh Phúc Kiến đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu. Đối mặt với mưa lũ dữ dội, lực lượng cứu hộ đã quyết định điều động một chiếc thuyền từ văn phòng kiểm soát lũ lụt huyện Lian Trang để giải cứu khẩn cấp. Những ngày qua, huyện Lian Trang liên tục xảy ra mưa xối xả bắt đầu từ 2 ngày trước. Chỉ trong 2 ngày, lượng mưa đã lên tới hơn 120mm. Đến sáng ngày 21 tháng 9, lũ vẫn chưa qua cầu và đường bên cạnh ngôi làng ở làng Siwe, huyện Lian Trang. Chiều rộng ban đầu hơn 300 ha, hòn đảo ở giữa sông cao hơn mặt nước chưa đến 100m². Động đất ở Lan Kang, Jangma. Trận động đất Lan Kang, Jangma xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2023 và một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở Lan Kang, Jangma. Tâm chấn nằm ở 22,8 độ kinh đông, 99,7 độ vĩ bắc và cường độ tâm chấn là 9. Đến 21 giờ 15 phút lại xảy ra một trận động đất khác mạnh 7,2 độ Richter. Độ sâu tiêu điểm lần lượt là 13 km và 8 km. Hai trận động đất cách nhau hơn 60 km. Hai trận động đất này đã làm hư hại 20 quận, 299 thị trấn và 2.769 ngôi làng tự nhiên ở 5 quận Simao, Linkang, Bao San, Đê Hồng và Siwanbana ở Tây Nam với các mức độ khác nhau. Hơn chục thị trấn ở các quận Lan Kang, Jangma và Kanyuan bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê, diện tích chịu ảnh hưởng của thiên tai lên tới 91.700 km², dân số bị ảnh hưởng lên tới hơn 5,16 triệu người, gần 2 triệu người mất nhà cửa, 748 người chết, 3.759 người bị thương nặng và 3.992 người bị thương nhẹ. 108 con gia súc bị chết, 412.000 ngôi nhà bị phá hủy, 704.000 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn và 742.800 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,75 tỷ nhân dân tệ. Động đất gây ra các vết nứt trên mặt đất, sạt lở đất và hóa lỏng đất. Các vết nứt trên mặt đất rộng 4-5m, vết dài nhất vài km. Sạt lở đất đã chặn các con sông và hình thành các hồ chắn ở nhiều nơi. Mặt đường cao tốc có chỗ phồng lên, vết nứt hoặc hư hỏng nền. Đá lăn vùi lấp 10 km mặt đường quốc lộ, phủ kín ô tô và người đi bộ. Động đất núi Côn Lôn. Trận động đất núi Côn Lôn là trận động đất có cường độ 8,1 độ Richter. Xảy ra vào lúc 17 giờ 26 phút ngày 18 tháng 9 ở tọa độ 36,2 độ vĩ bắc và 90,9 độ kinh đông, có tâm chấn nằm ở dãy núi Côn Lôn, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Đây là trận động đất lớn thứ hai ở Trung Quốc đại lục kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ đứng sau trận động đất 8,6 độ Richter ở Mê Đông, Tây Tạng vào ngày 15 tháng 8. Trận động đất được cảm nhận ở một số khu vực của Thanh Hải, Tứ Xuyên và Cam Túc. Đến 11 giờ ngày 19 tháng 9, tại khu vực động đất đã xảy ra nhiều dư chấn, khiến một số ngôi nhà tại khu vực trọng điểm động đất ở Thanh Hải bị sập. Nhiều điểm đứt gãy trên cao tốc Thanh Hải-Tây Tạng thuộc quốc lộ 109 xuất hiện vết nứt lớn ở núi Côn Lôn. Trận động đất mạnh 8,1 độ Richter ở dãy núi Côn Lôn chủ yếu được hình thành bởi vết nứt động đất chính trượt theo hướng Tây Bắc, đứt gãy động đất nhánh xoắn, mở rộng Đông Bắc, phình động đất và sự kết hợp thường xuyên của dạng nứt căng xoắn. Vị trí xảy ra trận động đất tương đối xa và không có thương vong xảy ra. Vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, tuyến đường sắt Thanh Hải Tây Tạng vừa được khởi công xây dựng. Vào lúc 17 giờ 26 phút chiều, trên đoạn gần phía tây đèo Côn Lôn, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội và bị xé toạc. Giám sát của Cục Địa chấn Thanh Hải đã xác nhận rằng một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter đã xảy ra ở dãy núi Côn Lôn vào ngày này. Do vị trí khó tiếp cận nên trận động đất mạnh không gây thương vong. Trận động đất này là trận động đất lớn nhất ở Trung Quốc đại lục kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Trận động đất được cảm nhận ở một số khu vực của Thanh Hải, Tứ Xuyên và Cam Túc. Bất thường trước trận động đất. Trước trận động đất, động vật hoang dã có nhiều hành vi bất thường, các cột điện dọc theo quốc lộ 109 đầy chim cắt, rẻ cùi lưng nâu và các loài chim khác bay về vào buổi tối các ngày trong tuần. Nhưng không một con chim nào được nhìn thấy trong những ngày trước trận động đất. Số lượng bò Tây Tạng hoang dã được phân phối trong khu bảo tồn vào đầu mùa đông cùng những năm trước không vượt quá 400 con. Nhưng trong tuần trước trận động đất, có một số lượng lớn bò Tây Tạng hoang dã ở phía nam Hokusan và phía tây bắc Wudaoliang.
và nhóm lớn nhất là hàng ngàn cái đầu linh dương Tây Tạng. Trái ngược với sự ngoan ngoãn trước đây của nó chạy xung quanh như điên. Theo Wang Jutai, người phụ trách trạm bảo vệ sông Chuma trên đường đến Wau Di Lang vào ngày 12 tháng 9, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Các nhóm linh dương Tây Tạng, lừa hoang Tây Tạng, bò Tây Tạng và các loài động vật có vú nhỏ đang tranh giành ở vị trí đầu tiên khi di cư về phía đông xa tâm trấn dọc theo đường cao tốc Thanh Hải Tây Tạng. Nguyên nhân động đất: trận động đất mạnh 8,1 độ Richter ở dãy núi Côn Lôn chủ yếu được hình thành bởi vết nứt động đất chính trượt theo hướng Tây Bắc, đứt gãy động đất nhánh xoắn mở rộng Đông Bắc, phình động đất và sự kết hợp thường xuyên của dạn nứt căng xoắn. Phào địa chấn dài 5-30m, rộng 1-15m, cao 0,2-2m, vết nứt động đất rộng 30-50m, dài 25-40m và sâu 0,5-6m. Ở phía tây của đường cao tốc Thanh Hải Tây Tạng, các dãy nhỏ trên vùng đồng bằng sông cao, lòng sông và sườn đồi bị dịch chuyển sang trái 2,6-4,8m do đứt gãy động đất và các đập nhân tạo bị dịch chuyển sang trái 3,2m. Ở phía đông của đường cao tốc Thanh Hải Tây Tạng, cáp quang và đường dẫn và công trình đường sắt đã bị dịch chuyển 3,5m về phía bên trái do đứt gãy động đất, đồng thời các thềm sông và vùng đồng bằng ngập lũ lần lượt dịch chuyển về bên trái 4,3 và 3m. Điều kiện, thành phần của cấu trúc địa kỹ thuật và tính chất cơ học của các công trình kỹ thuật có liên quan chặt chẽ với nhau. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!